ngày làm việc có thể bắt đầu bằng một mốc giờ đã được ấn định. Nhưng cũng có thể bắt đầu từ khi người bệnh đầu tiên xuất hiện. Hoặc ngay cả khi ta chưa sẵn sàng cho ngày mới. Đôi khi một ngày không chỉ gồm những việc thuộc phạm vi định sẵn, mà cần chủ động mở rộng ra xa hơn nữa, để từ việc của một ai đó trở thành việc của chúng ta. Và khắc phục sai sót một cách hiệu quả. Một ngày sẽ không dừng ở làm đủ, làm tốt, mà còn hơn thế nữa. Để chúng ta không chỉ có một ngày tốt đẹp, mà có cả một hành trình tuyệt vời. Được tích góp bằng tinh thần nỗ lực không mệt mỏi. Không bao giờ bỏ xuống trách nhiệm và yêu thương. Sang năm 2022, chúng ta sẽ nâng tầm yêu thương của chúng ta lên một tầm cao mới. Đó là trách nhiệm và trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ là làm tốt những gì chúng ta phải làm, mà chúng ta phải suy nghĩ và hiểu những gì chúng ta nên làm và đảm bảo những người xung quanh của chúng ta cùng nhau thực hiện để đạt được mục tiêu chung. Trách nhiệm là không thờ ơ, không đổ lỗi và luôn luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng công việc và có một môi trường làm việc tốt hơn. Khi chúng ta suy nghĩ và hành động có trách nhiệm cùng với sự tận tâm của một nhân viên y tế, chúng ta đang xây dựng một hệ giá trị cho bản thân mình, từ đó trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bệnh viện, cho bệnh nhân và cho cộng đồng, không chỉ cho năm 2022 mà cho suốt quá trình phát triển của tập đoàn MSG.